đu đủ chín bà con. Bà con biết hết đu đủ chín không? Vì đu đủ nó chín mà là biết liền. Đu đủ nó chín. Nó chính là đu đủ này nguồn gốc nó ở Mexico. Nhưng mà đu đủ chín nó rất tốt, nó rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà không phải ai ăn cũng được. Có số người này không ăn được, bệnh này không ăn được. Đó là bệnh suy gan, người sỏi thận, người lỡ, người tiêu hóa kém, người có huyết áp thấp, người lợi tim mạch, người bị loãng máu, bà bầu, tiêu chảy. Táo bón, cái mà táo bón là không ăn được nha bà con. Đu đủ chín nó rất tốt cho sức khỏe. Gốc ở Mexico là đúng rồi. Nhưng mà bệnh suy gan không ăn được nè. Người sỏi thận không ăn nè. Người có tiêu hóa kém, người có huyết áp thấp, người bị tim mạch, người bị loãng máu, bà bầu, tiêu chảy, táo bón là những bà con này có bệnh này là không được ăn nha bà con, để cho vui vẻ mạnh khỏe của mình. Và còn nó tốt, thật tốt, nhiều calo, chất xơ, đạm, vitamin E, B9, C, E, K, B3, B5. Wow, tốt quá, còn nữa kali. Cho nên nó chống oxy mạnh mẽ luôn, nó giảm căng thẳng cho người lớn và trẻ em, tiểu đường, gan ung thư, nữ giới ung thư vú, tốt cho tiêu hóa, chống tăng cường máu, thối hóa, điểm vàng, hen, suyễn, làm chậm lại lão hóa, tốt cho người lớn và trẻ em. Tốt quá. Nhưng mà bà con nhớ là một ngày chúng ta ăn không quá 600 gram, ăn cứ 6 ngày, nghỉ một ngày. Ăn hạt được nha bà con, đu đủ chín này ăn hạt được nha bà con. Đừng ăn đu đủ xanh bà con ơi. Xin chào bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào. Xin chào.